Tử vi tuổi Ân Mùi 1955, tháng 8 âm lịch năm 2021. Xin kính chào quý vị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, xem tử vi tháng 8 cho những người tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 sẽ giúp quý vị biết rõ được vận hạn tổng quát của chính bản thân mình trong tháng 8 âm lịch sẽ như thế nào. Việc xem tử vi cho tuổi Ất Mùi trong tháng 8 là việc làm rất cần thiết để giúp gia chủ có sự chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt đối với những biến cố sắp xảy ra. Nhờ đó, mọi người sẽ nắm bắt được tất cả những điều tốt xấu về vận mệnh cũng như về vận hạn tử vi trong tháng 8 âm lịch. Xem tử vi cho tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 cho thấy rằng tháng 8 là thời điểm khá ổn định của quý gia chủ về tài chính. Tuy có những điều cần phải suy nghĩ, lao tâm khổ tứ, mệt mỏi, nhưng về tổng quan, mọi việc có thể giải quyết một cách êm đềm. Sau đây là phần luận tử vi của tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 trong tháng 8 âm lịch. Mời quý vị hãy cùng theo dõi. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ Ất Mùi sinh năm 1955, tháng 8 âm lịch năm 2021. Người tuổi Ất Mùi 1955 hiền hòa, khéo léo, dịu dàng, hiếm khi gây chuyện với người khác nên được mọi người vô cùng quý mến. Họ thích sạch sẽ, gọn gàng, song phẳng nhưng lại ưa hoàn mỹ nên nhiều khi bản mệnh phải suy nghĩ cả những chuyện nhỏ nhặt. Có thể nói rằng, người tuổi Ất Mùi là người rất trọng nghĩa khí, coi trọng bạn bè, họ có thể vì bạn bè mà hy sinh bản thân, không tính toán được mất ra sao. Chỉ là tính cách có phần bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cảm xúc, ý kiến đưa ra mang tính chủ quan khá nhiều nên cẩn trọng khi tính chuyện hợp tác, làm ăn cùng với người khác. Vận mệnh của người tuổi Ất Mùi khá vất vả vào tiền vận, phải chờ tới trung vận thì mới có được cuộc sống ổn định, an nhàn. Ngoài ra, mệnh chủ không thích hợp kết hôn sớm nên kết hôn muộn thì cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc, bền lâu. Tháng 8 âm lịch, người tuổi Ất Mùi mưu sự khó thành, nhiều chuyện trắc trở, sẽ vấp phải những vấn đề trở ngại bất ngờ hoặc lòng người cháo trở, không thể đoán trước. Tài vận cũng không quá khả quan, cả nguồn thu chính và thu phụ đều chỉ ở mức tạm chấp nhận. Tuy nhiên, vẫn có thời điểm đường số giải quyết được vấn đề khó mà người khác vốn đã bỏ cuộc. Đây chính là cơ hội để nâng cao uy tín, lòng tự tin của mọi người ở xung quanh. Trong tháng, những việc liên quan đến ngoại giao, quan hệ xã hội, chấp pháp, hành chính sẽ được tiến hành thuận lợi hơn chút. Ất âm mộc gặp đinh âm hỏa gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho gia chủ Ất Mùi, nếu có cơ hội tốt, cần nắm bắt, sẽ có được tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi ở phía trước. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình gia chủ tuổi Ất Mùi sinh năm 1955, tháng 8 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Với tuổi Ất Mùi, sự nghiệp gần như bị bỏ lại vì hầu hết mọi người đã thảnh thơi hoặc làm ít dần, sắp nghỉ hưu, sự nghiệp đang dần rời xa. Nếu bản mệnh vẫn còn làm việc, hãy chắc chắn rằng đặt sức khỏe lên hàng đầu. Lúc này, bản mệnh nên tận hưởng hạnh phúc của mình. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là làm việc không tốt cho bản mệnh. Bản mệnh chỉ cần lập một kế hoạch hợp lý, đừng quá bận rộn hay mệt mỏi. Với Ất Mùi vẫn đang đi làm, bản mệnh phải đối mặt với khá nhiều khó khăn, thách thức trong công việc, đòi hỏi phải tổn hao nhiều công sức hơn, thành quả thu về chưa chắc đã đúng theo mong muốn. Hung vận khá lớn, bản mệnh sẽ dính vào họa thị phi, tranh cãi, ảnh hưởng đến công việc, uy tín giảm sút. Nguyên do chủ yếu từ việc đương số khó kiểm soát cảm xúc cá nhân, sẽ nóng vội, phân ngôn có phần phóng khoáng khiến kẻ tiểu nhân nóng mắt, tìm cách phá quấy, hãm hại. Tuy nhiên, trong cái hại lại có cái may, khó khăn hiện tại đồng thời lại thúc đẩy tuổi Ất Mùi nỗ lực hơn nữa, vận dụng linh hoạt hơn năng lực sẵn có của mình để xoay chuyển tình thế. Nhờ vậy, thành tích đạt được tốt hơn, hiệu quả công việc được nâng cao không nhỏ. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp và tài lộc, thầy Gia Cát quý gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú,
xem ngày sử dụng cho gia chủ Ất Mùi để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xét vận trình tài lộc tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu, họa phá tài đang ập đến tuổi Ất Mùi, xui xẻo hết lần này đến lần khác, tổn hao tiền bạc. Bản mệnh không để dành được là bao, tiền cứ vào túi hôm trước, hôm sau là hết. Tiền có thể bị trộm mất, bị rơi mất, bị lừa mất, thậm chí do bị phạt hay tiêu dùng cho việc khám chữa bệnh. Chẳng những vậy, luôn có bóng dáng tiểu nhân rình rập, chỉ chờ con giáp này phạm sai lầm là lấy mất tiền bạc ngay trong tay bản mệnh. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi tháng 8 âm lịch cho rằng tháng này sức khỏe có chút khó khăn với người tuổi Ất Mùi. Đành rằng ở tuổi này, sức khỏe đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm, có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già, nhưng cũng do bản mệnh chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe, hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc, không có thời gian. Sức khỏe người tuổi Ất Mùi rất dễ tiềm ẩn những tai họa ngầm, do đó bản mệnh cần chú ý đến bản thân nhiều hơn, sinh hoạt khoa học, đừng chủ quan khinh suất, kẻo họa ập xuống đầu. Bản mệnh cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi. Gia chủ tuổi Ất Mùi sinh năm 1955, hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy gia cát sẽ khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của gia chủ Ất Mùi sinh năm 1955. Thứ tư, về mặt tình cảm và gia đạo. Tháng này vận trình tình cảm không được suôn sẻ, dù nam hay nữ mệnh đều dễ lâm vào những tình huống chéo ngoe mà nguyên nhân cũng bởi sự cứng nhắc và nóng nảy của bản thân. Bản mệnh cần phải bình tĩnh, tinh tế và trò chuyện với đối phương nhiều hơn để giải quyết khúc mắc, nếu không gia đạo khó bề yên ấm. Quý vị thân mến, chúng ta đã vừa tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Ất Mùi tháng 8 âm lịch. Quý vị hãy áp dụng những lời khuyên của thầy gia cát, ứng dụng vào cuộc sống để gặp được nhiều may mắn và thuận lợi hơn. Trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 8 âm lịch để gia chủ Ất Mùi có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2021, tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu. Tháng 8 âm lịch bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 8, kết thúc vào ngày 29 tháng 8, từ ngày mùng 7 tháng 9 đến ngày mùng 5 tháng 10 dương lịch. Tháng 8 Đinh Dậu nạp âm Sơn Hạ Hỏa. Ngày Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu, tị thành, kim cục, xung mão, hình hợi, hại tuất, pha tý, tuyệt dần. Đối với người tuổi Ất Mùi tháng 8 âm lịch sẽ cần tránh các ngày sau. Ngày âm lịch mùng 8 tháng 8 tức ngày 14 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Ất Sửu, nạp âm hải trung kim. Ngày âm lịch 20 tháng 8 tức ngày 26 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Đinh Sửu, nạp âm giản hạ thủy. Đây là hai ngày không được cát lành trong tháng. Khi tính theo tuổi của mệnh chủ Ất Mùi, trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Ất Mùi tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Ngày âm lịch mùng 1 tháng 8 tức ngày mùng 7 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Mậu Ngọ, nạp âm Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch 13 tháng 8 tức ngày 19 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Canh Ngọ, nạp âm Lộ Bàng Thổ. Ngày âm lịch 25 tháng 8 tức ngày mùng 1 tháng 10 dương lịch, nạp giáp Nhâm Ngọ, nạp âm Dương Liễu Mộc. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm 2021, tuổi Ất Mùi nằm trong bộ tứ hành xung, thìn, tuất, sửu, mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu thái tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hữu họa, ý chỉ thái tuế đào đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không được may mắn trong năm. Khuyên gia chủ hãy sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải.
đặc biệt kim bài thầy tuế của kênh phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Ất Mùi để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thầy tuế của thầy. Quý vị thân mến, trên đây kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ với quý vị về tử vi chi tiết của tuổi Ất Mùi sinh năm 1955, tháng 8 âm lịch. Hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay sẽ giúp mọi người có thêm những kiến thức hữu ích để từ đó tránh hung hóa cát, gặp được nhiều điều may mắn trong tháng 8 âm lịch. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn để thách thức chúng ta, vậy nên mọi người đừng quá bi quan, hay vững bước tiến lên, vượt qua thử thách, hoàn thành sứ mệnh của mình. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.